Đàm Vĩnh Hưng và phong cách livestream thuộc hội người già, anh ấy không hài, là hài tự tìm tới anh ấy. Podcast cảm lạnh không kém chú 6 Kiều Minh Tuấn, anh Trúc ngủ ngon khiến fan nghe xong không dám ngủ, sợ mất ngày lương. Kiều Minh Tuấn kiểu: người ta nói dậy sớm mới thành công, đó là nói với mấy bạn, chứ với tôi á thì tôi dậy sớm rồi phải ngủ tiếp, tại con cháu đông quá, áp lực chịu gì nổi. Đàm Vĩnh Hưng kiểu: Trúc ngủ ngon, ngủ ngon nghe, ngon thiệt ngon nghe, ngon mà tao nói 12 giờ mới dậy luôn á, kể làm luôn. Thánh Mim mới gọi tên Đàm Vĩnh Hưng, chỉ một câu nói cắt được 7749 chiếc mim hài hước. Có vẻ như hội nghệ sĩ 7X, 8X đang mau chóng bắt kịp xu hướng, hết lên mạng livestream lại quay video tấu hài, làm podcast, tạo mim để đến gần hơn với giới trẻ, đặc biệt là các Gen Z. Trước có chú 6 Kiều Minh Tuấn với loạt video vô tri, sau có Mỹ Linh với màn cập nhật từ vựng Gen Z đầy sóng gió và giờ, nam ca sĩ U60 Đàm Vĩnh Hưng cũng gia nhập đường đua khi lên livestream tấu hài. Ai theo dõi Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ thấy anh có phong cách livestream thuộc hội người già. Ý là cái gì cũng không biết, nói này nói kia tưởng rất bình thường nhưng câu nào câu đó lại chọc người xem cười muốn xỉu. Ví dụ như có bình luận nói anh mập, anh lập tức phản bác, mập đâu mà mập, trời ơi trời ốm nhom à, y chang à, lên hình là ai cũng được tặng thêm 5kg á. Hay như khi Đàm Vĩnh Hưng dạy fan, anh cũng không ngại nói thẳng, nói thật, nhưng giọng điệu rất hài hước. Thì bị nói mập. Mập đâu mập mà. Trời trời ốm nhom mà, y chang vậy à. Boy, yêu, my fans. Four season, sun, hạ, thu and winter. Và trong cái tháng mê là tháng 5 này đó nha, là tôi yêu đúng 2 ngày thôi. Wow. Coi livestream của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người sẽ liên tưởng tới chú 6 Kiều Minh Tuấn. Phong cách làm podcast của ông Hoàng Nhạc Việt cũng cảm lạnh y hệt như cách mà Kiều Minh Tuấn làm video vậy. Chiếc podcast Chúc Ngủ Ngon của Đàm Vĩnh Hưng tưởng sẽ giúp fan chữa lành, ngủ ngon, nào ngờ nghe xong là khỏi dám đi ngủ. Ai đâu mà Chúc Ngủ Ngon, ngủ tới 12 giờ trưa hôm sau mới dậy, trễ làm luôn, rồi mất ngày lương luôn. Và với chiếc podcast ngủ ngon này, Đàm Vĩnh Hưng chính thức trở thành thánh meme mới của cư dân mạng. Từ một đoạn chúc ngủ ngon mà netizen mang đi cắt thành không biết bao nhiêu đoạn hài hước, đến mức chính Mr. Đàm cũng phải lên tiếng. Anh hú hồn vì lời chúc của mình thành cá me me mèo mèo gì đó, cho biết bản thân chỉ muốn chúc mọi người ngủ ngon, dậy sớm thông minh thành công, kiếm tiền về nuôi gia đình. Không chỉ podcast chữa lành, Đàm Vĩnh Hưng cũng khó khăn khi nói tiếng Anh y hệt Kiều Minh Tuấn. Nếu chú 6 làm video nói tiếng Anh là phải cắt ghép 7749 lần để cho ra sản phẩm hoàn chỉnh, thì Đàm Vĩnh Hưng sơ hở là chèn thêm từ tiếng Việt. Còn lại từ tiếng Anh mà anh nói ai hiểu thì hiểu, không hiểu cũng phải hiểu. Nói chung là rất hài. Được biết, kể từ ngày anh ấy biết video chúc ngủ ngon của mình gây bão, là hôm nào cũng ra video mới trên top top, sơ hở là livestream. Xưa ai cũng nghĩ Đàm Vĩnh Hưng là người nghiêm túc, ít đùa, nhưng không ngờ anh lại hài hước và dễ thương đến thế. U đây cũng là lợi ích khi Mr. Đàm biết xài top top, biết lên mạng livestream và trở thành meme mới của giới trẻ.